giáo viên của khu rất bó. Hôm nay rất là vinh dự khi được đón tiếp đoàn các cô chú tại đây. Vâng, sau 30 năm buôn ba hải ngoại tìm đường cứu quốc thì người con xa xứ Quý Tất Thành đã chọn Bắc Bó Cao Bằng là nơi trở về để xây dựng căn cứ địa cách mạng. Và cũng từ đây thì mảnh đất Bắc Bó đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là khu di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 10 tháng 5 năm 2012. Qua quá trình tôn tạo phát triển lâu dài, hiện giờ khu di tích Bắc Bó đã có 3 địa điểm tham quan chính, đó là đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà trưng bày bổ sung và các điểm di tích ngoài trời. Vâng, nơi mà đoàn các cô chú đang dừng chân là bờ suối Lenin ạ. Và nơi đây có dòng suối Lenin tuôn chảy trong xanh hiền hòa, bắt nguồn từ vị nguồn Bắc Bó, và phía trên cao đằng sau này đây là dãy núi Các Bác hùng vĩ. Xưa kia người dân ở đây gọi dòng suối này là suối Giàng, dòng chữ tức là suối trời, và ngọn núi thì được mang tên là núi Đào hay còn gọi là núi Khỉ. Và sau 30 năm buôn ba hải ngoại tìm được cứu nước thì bác đã về đây xây dựng căn cứ địa cách mạng. Trước phong cảnh hữu tình và nên thơ của núi rừng Bắc Bó thì bác đã đặt tên cho dòng suối này là dòng suối Lenin ạ, và ngọn núi mang tên Các Bác như để tưởng nhớ tới hai vị tiền bối của cách mạng vô sản thế giới. Dạ vâng, thưa các cô chú, và từ đây khi vào sâu trong một đầu nguồn thêm 1 km nữa thì đoàn các cô chú sẽ đến thăm hang Gốc Bó, là nơi mà bác và các đồng chí đã sống làm việc trong những ngày đầu sống cần và làm việc tại hoạt động tại Bắc Bó này. Cần có một chai bàn ghế đá nơi bác Hồ làm việc tại khu vực đầu nguồn. Và tại khu vực đầu nguồn thì đoàn các cô chú có thể chuẩn lưu niệm lấy nước đầu nguồn, uống nước, rửa mặt, rửa tay để lấy may mắn về nhà. Và đây là những cái thông tin chính mà cháu muốn gửi gắm đến đoàn các cô chú tại đây, và chúc các cô chú có một chuyến hành trình thật là nhiều ý nghĩa tại khu di tích Bó. Và bây giờ thì cháu xin phép được chào tạm biệt đoàn và mời đoàn cùng vào tham quan tự do ở trong khu vực đầu nguồn ạ. À, các cô chú có thể chuẩn lưu niệm ở đây ạ. Vâng, mình ngồi cạnh đây cho đây đây, các cô ngồi vào ghế một hàng đi, cố gắng nhanh chụp ảnh lưu niệm à. Để cho có rửa luôn.